Kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, gió Đông Bắc vẫn chi phối hầu khắp các vùng biển của nước ta, gây sóng gió mạnh. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, dự báo là gió cấp 5, độ cao sóng từ 1,5 đến 3 mét. Còn khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, thì gió mạnh tới cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Với vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và phía Tây của Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây của huyện đảo Trường Sa, hôm nay cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Khoảng 1 đến 2 ngày tới thì sóng gió trên biển sẽ giảm dần, thuận lợi hơn để bà con vươn khơi, đánh bắt cá ngừ đại dương. Bởi dự báo, những ngư trường này từ nay đến hết năm sẽ cho hơn chục điểm năng suất khai thác cá ngừ đại dương ở mức cao, tương ứng với những ô lưới có màu đỏ trên bản đồ này. Trước khi thời tiết chuyển tốt lên thì trong hôm nay và ngày mai, bà con vẫn cần chú ý đảm bảo an toàn trên biển. 100% thuyền viên phải mặc áo phao và không nên làm việc bên ngoài mặt boong thời điểm mà có mưa dông, sóng gió mạnh. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.